Ok anh em, mình đang đi nốt zin cỡ 14 bằng Charon level 80. Và như em thấy là nó đã cải thiện thời gian lên rất là đáng kể. Thực ra mình không có nhớ trận trước nó đi lần trước nó đi mất bao lâu nữa, nhưng mà trận này nó đi rất là nhanh và rất là kiểu khá là chill á. Cho nên là ok. Vừa nó chill xong tiên sư, đại loại là nó thừa sức đi được cỡ này và 3 phút còn lại là rất là ok luôn. Cho một con level 80 đi level 14 Jhin như vậy là rất là ổn. Ok, trước khi mà đi vào review chi tiết thì mình sẽ chạy qua lại một số cái build của nó. Thì nói chung là mọi thứ vẫn sẽ y xì như là ở clip trước, là đồ đạc như thế này. Và gear thì mình từ hôm đấy đến giờ mình đã lắp cho nó thêm một vài cái Odin's Blessing. Và mình đã nâng gear lên level 30, skill max hết lên rồi. Để mà đợi lên tier 4 thôi, và tier 4 nguyên liệu của mình đang thiếu mất một ít soul, cho nên là mất thêm vài ngày nữa. Hôm đấy mình sẽ làm clip cụ thể sau. Còn bây giờ thì mình sẽ xem clip đánh Nu cỡ 55. Và một rotation của con này rút được là 15 đến 16 cột máu, và sau đó có tier 3 thì nó one shot luôn phase đầu tiên. Two shot như nhau. Ok. Và ở đây nó cũng tương tự như vậy, là nó cũng sẽ one shot luôn. Tức là đi rất là dễ dàng. Trước khi có con này thì mình dùng Shadow Shell và Black Widow. Đương nhiên hai con đấy mình không có build nhờ bằng Charon, nhưng mà hai con đấy của mình không thể nào đi được cửa 59 trong vòng 100 giây. Nhưng mà sau khi mình nâng Charon lên thì mình đã đi dễ dàng đi cửa 59 trong vòng 100 giây. Để qua được cái nhiệm vụ. Ok, và cửa 55, 3 phút, tức là 1 phút 13 giây xong Nu. Khá là ok cho uniform cũ này. À, uniform mới. Bây giờ sẽ sang uniform cũ và quên mất không nói, đó là lý do mà mình từ giờ có lẽ mình sẽ cố gắng là quay clip sẵn như này để mà đăng, để mà xem lại thôi. Tại vì là dạo này chơi khá là chết, và khi mà trở lệch làng rồi này nọ, cho nên là khi xem có thể sẽ gây khó chịu, cho nên mình sẽ để như này. Đây là cửa 55 dùng uniform cũ. Và con này á, mình thấy là về damage á, nó có thể bằng được uniform mới. Tức nhưng mà vừa rồi đấy, chẳng hạn như này thì một rotation đầu tiên của nó chỉ được có là 11, 12 cột thôi, thì là không bằng. Tức là con này á, nó có thể bằng được, nhưng mà hầu hết các trường hợp là nó sẽ không bằng, và nó dựa vào rất là nhiều yếu tố gọi là kiểu ngẫu nhiên. Kiểu may mắn thì sẽ được ngon, còn không thì sẽ được bình thường. Tức là vẫn ngon nhưng mà không bằng được con kia. Và thứ hai nữa là con này rất là dễ chết. Khi mà xem clip này mình sẽ cho mọi người xem vài clip liền. Đó là con này đó, đứng như vậy ở độc một lúc là nó đã chết con mẹ nó rồi. Khá là ức chế khi mà chơi. Còn đây là lần tiếp theo này. Đó, mình sẽ chơi khá là giống nhau và cố gắng chơi để mà tốt nhất có thể. Thì phát này cũng được là 11 cột máu, không bằng được con kia. Đó, nhưng mà vẫn về sức mạnh thì nó vẫn rất là ok nha, không hề yếu. Tức là anh em nào mà muốn giữ uniform, có uniform cũ mà muốn dùng thì cứ thể dùng, có thể dùng. Lát nữa mình sẽ đưa ra một vài kết luận sau. Đó, máu của nó cứ kiểu đứng đọc một chút là chết rồi, rất là dễ chết luôn. Lúc nào cũng trong tình trạng là có độ khoảng 10% máu trở xuống thì nó rất là sida. Đó, thấy không? Kiểu phải chơi phải rất là cẩn thận ấy. Đó đó đó. Để dính độc, tức là mình độc nó bay lướt qua thôi, nó dính vào người mình là mình đã chết con mẹ nó rồi. Ok, clip cuối cùng. Phát này thì đi được nhiều máu hơn nhưng mà vẫn là ít hơn uniform kia một chút. Và mình có quay clip của cái này á, chắc phải tầm 5-7 trận tất cả đều bị chết, cho nên là mình không có một trận nào mà mình đi hết cả trận nu được. Trận vừa rồi có nghĩ có lẽ là trận đi ok nhất. Có những trận đó chết. Ok, còn bây giờ sẽ sang đến Dormammu ở level 80. Thì anh em nào hôm nọ có xem cái bài đăng của mình lên thì là ở level 70 nó đã đi khá là ngang ngửa được Iron Man ở đây rồi.
Nhưng mà không hiểu sao khi mà mình lên đến 80 mình đi ở đây, có thể là do mình bị đen hoặc là chơi dở hơi gì đấy, cho nên là cái damage mình đưa ra đánh được á, nó không có mạnh bằng. Cho nên là mình sẽ nghĩ là mình sẽ khi mà mình lên chia 4 mình sẽ làm lại một clip khác về GBR. Hiện tại thì cái rotation đầu tiên này á thì ok đúng không? Thì nó tức là cái phase đầu tiên này đi thì cũng ok, rút được máu tầm tầm tạm. Nhưng mà sang đến phase số 2 thì nó sẽ bắt đầu rụt tụt xuống rất là nhiều. Và nó thấp hơn so với mình nghĩ. Mình nghĩ là level 80 nó phải hơn như này, tại vì là level 70 á, mình đã đi rất là ok rồi. Và khi mà chơi lần hôm này hôm vừa rồi á, có thể là do mình chơi đêm hoặc là mình mệt hoặc gì đấy, bất kỳ gì đấy, nhưng mà mình chết rất là nhiều khi mà đánh. Mình chơi đi chơi lại phải 3-4 lần đều không được. Cho nên mình đã cuối cùng mình chuyển qua dùng Iron Man để kéo cho nhanh. Nói như về damage, nếu mà ăn được như vậy vừa rồi đúng không? Ăn một cái tier 4 như vậy là rất là ok luôn. Đó thì trận này đi khá là ổn, 7 phút đến 20 cột máu này thực ra thì mình không nghĩ là nó có cải thiện gì nhiều so với 70 luôn, nhưng mà mình nghĩ là do mình chơi sai, chơi ngu. Và nãy giờ hình như mình có dịp bóc không, mình cũng không có để ý nữa. Và trận này mình kiểu cũng hơi tham, mình lao vào ăn đòn liên tục cho nên là mình bị chết, và đoạn này thì mình có chửi bậy. Ok, còn đây là trận tiếp theo này, mình sẽ xem nốt cái clip này. Mình sẽ qua mấy cái khác. Và trận này thì mình thấy là đi không có ngon. Tại vì là mình xịt bóc nhiều và bóc nó ra trận đấy, mình đi hết một rotation không ra bóc luôn. Khá là dị. Đó, mình bắt đầu xịt bóc ở đây. Chậm cho nên mình chơi. Mình nhớ là lúc mà mình đi ở level 70 thì là khoảng ở 9 phút mười mấy hay hai mấy mình đã xong rồi. Tức là hiện tại ở cái lần này mình test thì là đi level 80, như vậy là có khi còn yếu hơn cả level 70. Mình không hiểu là vì lý do gì hết. Nhưng mà ở World Boss Legend đó thì nó thể hiện sức mạnh lên rất là nhiều. Và trận này mình xịt proc rất là nhiều luôn. Và mình tham cho nên mình lao và mình ăn đòn các thứ, nhưng cuối cùng mình chết. Đó, nói chung bây giờ cũng ok, bây giờ mình sẽ test qua thử với cả Iron Man xem sao. So sánh với cả Iron Man thì Iron Man của mình thì tính ra là đồ nhiều một số cái không bằng, ví dụ ở Uniform Mythic. Nhưng mà option của nó thì bị thọt mất một cái, con kia thì có thêm cái energy ở cuối này thì nói chung là cũng không ấy lắm. Con này thì có Mighty Destruction, không có artifact isolate cũng như vậy, và gear của nó có 1 2 3 4 5 6 7 cái Odin Blessing và một đống energy attack Uru, tổng cộng của nó là 78.800 energy attack. Còn Sharon của mình thì đồ đạc cũng na ná nhưng mà nhiều Odin Passing hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó ở level 80 và attack của nó hiện tại chỉ có là 65.000 thôi. Và nếu mà nâng lên tier 4 nữa thì nó sẽ có là 74.000 energy attack. Tức là về chỉ số cơ bản của nó vẫn là thấp hơn Iron Man, mặc dù là nó đã lắp rất là nhiều đồ rồi, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ thử test ở Mephisto level cửa 49. Xem hai con Blast này nó đi như thế nào. Ok, Iron Man khỏe như nào thì mọi người đã đều biết rồi đúng không? Cho nên là mình sẽ so sánh với cả Iron Man là hợp lý nhất. Nếu mà lên tier 4 được thì mà so sánh được với cả Blue Dragon thì hay. Nhưng mà mình không có con Blue Dragon. Hiện tại là mình đang skip khá là nhiều con khỏe rồi. Mình skip Backbone, mình skip Thanos. Blue Dragon mình cũng muốn nâng nhưng mà mình không có nguyên liệu. Thì hy vọng là khi mà game ra cái mode mới, ra con boss mới khó hơn, nhiệm rotation không sao, để mà cho tier 4 thì hy vọng là nó sẽ nhả ra nhiều nguyên liệu tier 4 hơn. Tại vì là hiện tại mình
không thể nào mà farm đủ để có nguyên liệu nâng tier 4 hàng tháng được, khá là ức chế. Đương nhiên là về nhu cầu thì không cần, và đối với hầu hết mọi người mình thấy là cũng không cần phải có tier 4 nhiều làm gì cả, tại vì đã là như này đã đủ rồi. Nhưng mà đối với mình muốn review, mình muốn so sánh để khuyên mọi người á, thì mình muốn là có nguyên liệu nhiều hơn để mà nâng tier 4. À yes, con chó này mình quên mất là nó sẽ đổi face. Ok, 3 phút 36 là xong Mephisto cỡ 49, khá là ok. Bây giờ sẽ đến với cả Sharon. Rồi, xong. Mình sẽ tập trung chủ yếu vào để build cái tier 3, thì khi đấy damage của nó chủ yếu sẽ là vào chiêu cuối này. Hình như mình bóc hơi sớm. Bóc hơi sớm rồi, tại vì đáng lẽ ra là damage của nó phải hơn như vậy. Nếu mà là uniform kia thì lúc vừa rồi là đã chết rồi, tại vì là trên này damage rất là cao, ăn một đòn của Mephisto á rất là dễ chết luôn. Nhưng mà con này thì nó tank được cái đấy. Đáng lẽ ra phase này là phải xong rồi nha, nhưng mà do là mình chơi dở hơi, khốn nạn, thành ra chậm hơn Iron Man. Nhưng mà lúc nãy trước khi mình làm clip này á là mình có quay clip rồi và mình bị quên không bật tiếng lên, thế là mình phải quay lại từ đầu. Thì ở clip đấy á, mình dùng Sharon đi là ngang ngửa với cả Iron Man luôn. Thì mọi người tin không thì tùy. Cười nhạt vậy. Ok. Không tệ đúng không? Tại vì là nếu mà coi như bỏ những thời gian mà mất kia vừa rồi đi á, kiểu mất do chơi ngu á, thì là hoàn toàn là nó có thể ngang ngửa được Iron Man ở level từ tier 4, và con này thì là level 80. Iron Man thì vừa rồi lại còn không phải đi chạy chạy mấy cái này nữa, con này phải chạy ở đây là lần thứ hai rồi. Đó, nếu mà là uniform cũ á, thì là chết rồi nha. Nhưng mà con này thì đi được. Ok, thì mình sẽ chạy qua một, tức là tổng kết cho mọi người về việc mà mọi người có nên mua uniform này không, thì mình sẽ khuyên là tạm thời đừng mua vội. Không phải là vì nó yếu hay là gì cả, mà tại vì đằng nào đến cuối tháng này, tức là trong vòng một tuần thôi, là mọi người đã sẽ có giảm uniform tất cả 50%, thì khi đấy mình sẽ mua. Hiện tại nó cũng giảm 50%, nhưng mà khi mà mua lúc đấy nó sẽ có sự kiện tiêu crystals thì là nó sẽ được nhiều quà hơn, thì mình khuyên là mọi người nên mua lúc đấy. Còn về mặt so sánh với cả hai uniform này nhé, nếu mà mọi người chỉ nâng lên level 80 thôi, hoặc là để ở level 70 tier 3, thì mình đảm bảo luôn là uniform này chơi sẽ là ok hơn. Về damage á, thì con này thỉnh thoảng nó sẽ bằng được con này, nhưng mà về mặt phần lớn thời gian con này damage sẽ còn mới á, Poseidon á, nó sẽ damage ok hơn và nó sẽ trâu hơn. Uniform này nó sẽ không trâu bằng đó. Còn nếu mà mọi người lên tier 4 thì theo như một vài theo Brothers và một số người trong Discord hay là trên YouTube này nọ họ so sánh, thì hai uniform này không có khác nhau. Tier uniform này thì nó sẽ chủ yếu là mạnh hơn về phòng thủ, như mình đã nói ngay từ đầu rồi. Đó là con này về damage nó đã rất là ok rồi, thì nó chỉ cần thêm phòng thủ thôi. Thì khi lên tier 4, do là cái tier 4 của con này nó cho rất là nhiều phòng thủ, rất là nhiều máu và hồi rất là phê, cho nên là
Nếu mà mọi người có uniform cũ này mà sẽ lên tier 4 thì có thể skip uniform này được. Mặc dù mình rất là buồn khi phải nói như vậy, nhưng mà theo những gì hiện tại mình xem thì là như vậy. Còn đương nhiên những ai mà chưa có uniform mà muốn nâng Sharon lên thì đương nhiên là cứ cầm con này mà quất. Mình cũng thích cái ngoại hình của con này hơn là ngoại hình kia. Chắc là như vậy. Còn về khoản damage đó, thì mình thấy là nó sẽ, mình nghĩ là nó rất là hợp lý khi mà nó không bằng được Jin, Black Bolt hay là Thanos, tại vì ba con kia nó quá là đắt và nó quá là khỏe đi. Nhưng mà nó chỉ dưới ở một bọn này một bậc thôi, tức là mình nghĩ là mình chưa nâng max lên nha, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ khỏe hơn Iron Man và đương nhiên là sẽ khỏe hơn Thor này nọ. Cho nên là mình thấy là nó sẽ chỉ dưới bọn kia một chút, dưới bọn max thôi, còn vẫn hơn cái bọn bình thường khác một tẹo thôi nha. Và như một số người ông Brass ông nói thì cũng không có hơn được con Blue Dragon của ông này ở tier 4, nhưng mà con này có cái tier 4 nó quá khỏe đi, cho nên là mình sẽ không thể nào mà ý kiến được. Đó, nói chung là mình thấy vẫn thấy là hài lòng về bộ này, mình không có muốn phàn nàn quá là nhiều. Và ngay từ đầu mình đã bảo mọi người là, không biết được mình nói có nói trên YouTube không, nhưng mà trên Discord mình có nói là đừng có hy vọng quá là nhiều, xác định là con này khỏe sẵn rồi, thế là bây giờ thêm có cái máu thôi là ok rồi, cho nên là như vậy là mình đã thấy ổn áp. Và bên Gumball Season, trước khi hết clip mình sẽ chạy qua một tìm xem nó đi được bao nhiêu cửa mấy cái này để mọi người xem là có nên mua không. Thì nó đi được ở 59 đến 55 nhá, muốn đẩy ở đây thì ok này. Xong rồi không đi được cái này, không đi được cái này, đi được từ 30 đến 34 này, đi được từ 25 đến 29 này, ở đây thì không đi được, đến 19, 15 đến 19 cũng đi được, ở 10 đến 15, 4 không đi được, và đi được dưới cái này. Thì nó không có quá là nhiều, nhưng mà cũng gọi là mình nghĩ là đủ dùng. Rồi, Mephisto thì đi từ 1 đến 9 này, đến 14 này, không đi được ở đây, đi được từ 20 đến 24, từ 30 đến 34, 35 đến 39, 45 đến 49, và tạm thời là như vậy. Mình đi được đến từng đó thì nó cũng đi được rất là nhiều ở Mephisto luôn, thì là ok. Rồi Ultron, Ultron thì mình chưa mở được nhiều, nhưng mà mình sẽ xem thử 1 đến 9 ok, đến 14 này, đến 19 này, đến 24 này, thì vậy đến từ, xong từ 30 đến 34 này, cái này có luôn, tức là từ 35 đến 39 nó đi được rất là nhiều của Ultron luôn, thì rất là, vậy là ok đấy. Mình không nghĩ là nó đi nhiều như vậy Ultron. Bên Go này thì 1 đến 9 đương nhiên rồi, đến không đi được từ 14 nhá, 15 đi được này, đến 19 này, 20 đến 24 này, 25 đến 29 này, đi được rất là nhiều của Go luôn. Và ngon vãi trưởng. Rồi bên Phoenix thành thì mình chưa mở được nhiều, cho nên là hiện tại nó mới đi được từ 1 đến 14 thôi. Nhưng mà nó đi được rất là nhiều Gumball Legend, thì nếu mà anh em nào mà mua về thì mình thấy là cũng là hàng ngon đấy, anh em có thể nên mua. Ok, clip khá là dài rồi, thank you anh em, có ý kiến gì có thể comment cho mình biết. Bye bye.